Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 20 tháng 10, ngày này cách đây 94 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt chiều dài lịch sử ấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua lịch sử 94 năm trưởng thành và phát triển, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã và đang ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ xây dựng đất nước và sự nghiệp giải phóng phụ nữ, sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mọi tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Hội chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật có ý nghĩa chiến lược về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, các cấp hội đã tổ chức thực hiện được nhiều chương trình hoạt động, tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ, nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để phụ nữ tiến bộ, bình đẳng. Hưởng ứng phong trào thi đua và các cuộc vận động của đất nước, Hội vận động hội viên phụ nữ trong cả nước thực hiện phong trào thi đua, phụ nữ tích cực, học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và hai cuộc vận động, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Xây dựng gia đình 503 sạch, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đội ngũ cán bộ hội nhiệt tình tâm huyết, phấn đấu nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước và hội nhập quốc tế, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Thưa quý vị, kế thừa và tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh An Giang qua các thời kỳ đã phát huy vai trò trách nhiệm và có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên phụ nữ, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát huy những truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động và đem lại kết quả thiết thực như phát động phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ An Giang thời đại mới với các tiêu chí có tri thức, có sức khỏe, có đạo đức, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, gia đình 5 có 3 sạch được các cấp hội cụ thể bằng những việc làm công trình phần việc thiết thực đã góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở từng địa phương. Vai trò của hội trong công tác hỗ trợ an sinh xã hội, tham gia giám sát và phản biện xã hội đạt được những kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ hội các cấp không ngừng học tập, rèn luyện sâu sắc cơ sở, tổ chức các hoạt động chăm lo cho hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Khi được phân công về tham gia các hoạt động công tác phụ nữ thì bản thân cũng rất là bỡ ngỡ. Ban đầu thì nó cũng có những cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên qua cái quá trình tham gia hoạt động hội và phong trào phụ nữ thì bản thân thấy rất là vui và tâm đắc khi mà mình được tiếp cận với vị trí công tác này. Cái điều mà đặc biệt nhất là khi mà tham gia cái công tác hội và phong trào phụ nữ đó là bản thân có thể tiếp cận được nhiều cái tầng lớp phụ nữ. Qua đó thì mình cũng có thêm nhiều cái kiến thức cũng như là nắm bắt về các cái lĩnh vực của đời sống xã hội mà phụ nữ đã có tham gia. Một cái nữa đó là khi mà tham gia công tác hội thì mình cũng tích lũy được nhiều cái kiến thức, kỹ năng và kể cả kinh nghiệm trong cái quá trình công tác và trong cái quá trình xây dựng cuộc sống gia đình của mình. Bên cạnh sự đóng góp cống hiến hết mình của cán bộ hội chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở, còn có sự cống hiến hết mình của chi hội trưởng phụ nữ ở các địa phương. Toàn tỉnh An Giang hiện có 870 chi hội trưởng phụ nữ, các chị là những cán bộ hội tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, tiên phong, hoạt động bền bỉ, gắn bó mật thiết với hội viên phụ nữ và nhân dân, đóng góp tích cực vào kết quả chung phong trào phụ nữ của tỉnh trong từng giai đoạn. Những năm qua, các chi hội trưởng phụ nữ trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, triển khai nhiều hoạt động tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Khi tôi đảm nhận chi hội trưởng của khóm, tôi rất là vui và tự tin khi được đảm nhiệm của công việc của bên khóm và xã đã trao cho tôi. Những hoạt động các công việc của bên khóm hoặc là hội phụ nữ đã trao cho tôi thì tôi tâm đắc nhất là bên từ thiện. Như là hội viên của mình là mọi người là tham gia hội từ thiện mỗi người chỉ 10.000 đồng thôi.
nhà giàu cũng chơi được, cùng nghèo cũng chơi được. Nhưng mà tiền số tiền đó thì tôi sẽ thu lại cho các để cho các chị em phụ nữ có bệnh hoạn hoặc là nhập viện thì tôi lấy số tiền đó để hỗ trợ cho chị em phụ nữ. Với sự nỗ lực, nhiệt tình, sáng tạo của cán bộ hội phụ nữ các cấp đã góp phần làm cho hoạt động hội phụ nữ tỉnh An Giang ngày càng lan tỏa, thu hút nhiều hội viên hăng hái tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, bảo vệ môi trường, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa. Không những tâm huyết với phong trào mà các chị còn luôn gần gũi, quan tâm, chia sẻ với hội viên phụ nữ, được chị em quý mến. Thực sự, xem hội là ngôi nhà chung, từ đó góp phần xây dựng phong trào hội ngày càng tốt hơn. Chính sự dấn thân, cống hiến, trách nhiệm của các chị chính là nền móng vững chắc của các cấp hội phụ nữ. Các chị không chỉ góp phần quan trọng để xây dựng gia đình hạnh phúc mà còn là những bông hoa tươi thắm, góp phần điểm tô thêm màu sắc tươi đẹp cho sự phát triển kinh tế xã hội của An Giang. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, tạo nguồn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn, Trạm thú y thành phố Long Xuyên vừa ra quân phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố. Lực lượng tiến hành phun hóa chất vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các khu vực buôn bán sản phẩm động vật, khu vực giết mổ, các điểm tập kết gia súc gia cầm, nơi chăn thả, nuôi cách ly động vật, cơ sở ấp nở gia cầm. Theo ngành chuyên môn cho biết, từ đầu năm đến nay tại các tỉnh thành trong cả nước đã xuất hiện dịch cúm gia cầm AH5N1, dịch tả heo châu Phi, dịch lở mồm long móng, đặc biệt bệnh dại trên động vật xảy ra tại 7 tỉnh, trong đó có tỉnh An Giang. Với nhiều giải pháp chủ động, ngành chuyên môn thành phố và các phường xã trên địa bàn thành phố Long Xuyên thường xuyên tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, trong đó Trạm thú y thành phố tổ chức 4 đợt phun thuốc tiêu độc khử trùng với tổng số 540 lít hóa chất, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, khuyến cáo người dân tích cực chủ động phòng chống bệnh. Nhất là khi thấy có biểu hiện bệnh chết bất thường thì cần báo ngay cho các bộ thú y và chính quyền địa phương để kịp thời có biện pháp xử lý, không để bùng phát thành dịch bệnh.